cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng đi chưa còn thôn 1 Trà Tân Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay bên em giới thiệu cho cả khách hàng con máy cưa xích G hàng R40 nhé. Có mã su R40 hàng lam zin luôn. Lam Latin 16 in. Đó, phần cắt là 40 nhé. Xích sử dụng là xích chung 35 nhá, lam zin nhá. Đó, thực chất luôn. Đó thì còn rất là dài. Hai ốc xích lam R40 Genox da băng nhé. Hàng nguyên zin của Nhật Bản, 40cc nhá. Nắp này đựng nhiên liệu này, nắp nhỏ này đựng nhất thải này. Công lớp đắt mở đây, nghe gió bên hông này. Thích hợp cho tất cả các hàng mua về sử dụng trong gia đình, cắt cây tầm trung nhá, hoặc là sử dụng khai thác cũng rất là ok nhá. Khai thác rất là ok luôn. Anh em này, anh em nào cũng cầu mua về sử dụng cắt cây tầm trung thì làm cái này về dùng nhá. Mình xiết ốc xăng nó ngay đi lên xíu nhá. Nó hơi dư. Sợ anh em chỉnh em chỉnh lại cho chuẩn cho người nghe cho sướng. Hơi dư máy xíu thì anh đi nó không có bóc máy được. Ta nổ anh chỉnh. Thiếu tăng bị mất anh đi. Từ từ để anh chỉnh anh đi lớn lên. Có ra. Ấy mình thiếu con tim mà yếu thì mình xiết ốc L vào xíu. Hàng nguyên zin nhá, R40 nhá. Giá 3 triệu nhá. Anh em nào mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 để hàng nhá.